Chào mọi người, V20 đang là một chiếc máy có giá bán rất hấp dẫn của LG tại Di Động Thông Minh, sở hữu đủ những cái tính năng cao cấp và lại còn được bảo hành chính hãng. Hiện tại thì mình đang sử dụng iPhone 6S làm chiếc máy chính. Tuy nhiên thì một tuần nay thì mình đã chuyển sang V20 để sử dụng nó và trải nghiệm hệ điều hành Android mà mình cũng đã khá lâu không dùng rồi. Và hôm nay sau một tuần kết thúc thì mình sẽ nói cho các bạn những trải nghiệm của mình với chiếc V20 này. Ngay từ những ngày đầu tiên khi mà mình cầm V20 lên thì mình rất là ấn tượng với khả năng nghe nhạc của chiếc máy này, khi mà bên trong về phần cứng thì nó đã được trang bị một con chip DAC thuộc cái dòng Pro. Đấy là con chip DAC Sabre ES9218 của hãng ESS. Đây là một con chip rất là cao cấp với những cái thông số mà các bạn có thể đọc qua, đó là độ nhiễu thấp này, kích thước nhỏ gọn này, hiệu suất cao, ít tốn điện vân vân. Đấy là những cái thông số về phần cứng thôi. Còn mình muốn nhấn mạnh về mặt phần mềm thì cái phần mềm chơi nhạc của chiếc V20 này theo mình thấy là một phần mềm chơi nhạc rất là đơn giản. Tuy nhiên nó hỗ trợ đầy đủ những thứ bạn cần. Nó hỗ trợ chơi cả những file hi-res, như là ở đây các bạn sẽ thấy là mình có những file hi-res với đuôi FLAC hoặc là đuôi WAV thì nó đều có thể chơi một cách rất là ngon lành. Hiện tại những cái sản phẩm như iPhone 6S của mình thì vẫn chưa thể nào chơi được bằng cái trình nghe nhạc mặc định. Và ngoài ra thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái tính năng như là quản lý theo playlist vân vân, rất là nhiều người hay. Và một cái điều khác mình cũng thích đấy là hiện tại thì chiếc V20 cái khả năng âm thanh Hi-Fi của nó hoạt động có thể trên tất cả các ứng dụng, từ cái ứng dụng nghe nhạc mặc định này cho đến Zing MP3, cho đến những cái phần mềm nghe nhạc kiểu thứ ba như là Apple Music hay là Spotify mình hay dùng thì nó đều có thể hỗ trợ cái âm thanh Hi-Fi. Đây là một điều rất là hấp dẫn trên cái sản phẩm này, thì cái con LG V10 trước đây thì cũng chưa làm được. Và sang phần tiếp theo trong một tuần mình ấn tượng đấy là cái khả năng sạc pin cực nhanh. Như các bạn đã biết rồi thì iPhone nó không có sạc pin nhanh, như vậy sạc một chiếc điện thoại mất khá là nhiều thời gian. Còn chiếc LG V20 mình dùng thì nó cổng Type C này, và cổng này thì hỗ trợ chuẩn quick charge 3.0. Mình chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi, thậm chí là nhiều khi là 1 tiếng 20 phút là sạc đầy từ 0 lên 100%. Còn nếu mà cái mức độ dung lượng pin đầy thì thời gian sạc nó còn rút ngắn đi, và nó rất là tiện cho mình trong những tình huống hàng ngày. Thường thì mình chỉ cần cắm khoảng 10 phút là có thể yên tâm đi ra ngoài khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ quay lại vẫn còn pin. Đây là một điều rất là tuyệt vời trên cái chiếc V20 mà mình thích. Và viên pin của nó, viên pin 3200 mAh, có thể tháo rời mà sau. Thì cái viên pin này các bạn có thể yên tâm thoải mái là sử dụng được. Mình với cái nhu cầu là check mail, nghe gọi khá là nhiều, Viber liên tục và kết nối Wi-Fi 4G không bao giờ ngắt, thì cái con V20 nó có thể hỗ trợ cho mình sử dụng từ 7 giờ sáng đến khoảng 9 giờ tối chưa hết pin. Và mình nghĩ đây là một cường độ sử dụng khá nhiều, và với các bạn thì cái thời lượng pin này sẽ đáp ứng đủ thoải mái trong vòng 1 ngày. Và cái cổng Type C cũng là một cái điều mà mình rất thích so với những sản phẩm Android của năm 2016 khác, như là con S7. Con S7 không có Type C, chính vì vậy khi mà các bạn cắm vào ban đêm ấy, khi mà các bạn trước khi ngủ cắm điện thoại vào sạc thì rất là hay bị nhầm đầu. Còn có con V20 này thì cắm thoải mái, đầu nào cũng được, một điểm tiện lợi. Và tuy nhiên với con V20 thì mình cũng có những cái điểm mà mình vẫn chưa hài lòng sau một tuần. Đấy là cái thiết kế của máy nó hơi lớn so với lòng bàn tay của người Việt. Và thậm chí bàn tay của mình không phải là một bàn tay nhỏ. Tuy nhiên khi mà cầm chiếc LG V20 này thì nó vẫn cảm thấy không thực sự tiện lợi. Nó rất là to và cái phần bề ngang của nó rộng, thành ra chúng ta cầm một tay rất là khó để thao tác một cách thoải mái. Và nếu mà các bạn dùng một tay thì chắc chắn là gần như là không thể thoải mái được. Các bạn sẽ phải dùng hai tay để với lên được cả những cái phần màn hình phụ phía trên nữa. Và cái kích cỡ màn hình của máy cũng rất là lớn đối với một người đang dùng iPhone như mình, và việc đút vào túi quần sẽ hơi cộm và hơi khó chịu, nhất là khi mà các bạn mặc quần jean. Và cái mức độ hoàn thiện của chiếc máy này thì mình cũng không đánh giá cao lắm, bởi vì nó vẫn lộ ra khá là nhiều điểm ghép nối giữa các thành phần máy với nhau, ví dụ như là giữa nắp lưng và cái phần kính, hay là giữa những cái phần trên màn hình khác nhau. Thì mình nghĩ đây nó làm giảm cái cảm giác cao cấp. Mặc dù vậy thì đây là một chiếc máy rất là bền, mình có đánh rơi mấy lần nhưng mà vẫn không sao, chưa thấy xước xát gì cả. Bởi vì căn bản là cái bản thân con V20 này cũng đã nhận được cái chuẩn quân sự của Mỹ rồi, các bạn có thể làm rơi thoải mái, nó còn bền hơn cả V10 cơ. Và nói về mặt trải nghiệm về mặt thị giác thì mình cực kỳ thích, bởi vì cái con này nó có một màn hình siêu đẹp, một màn hình 5,7 inch 2K IPS LCD. Và cái màn hình của con này theo mình thì trong dòng LG nó chỉ thua có cửa 6 thôi. Và màn hình là một trong những điểm nhấn là mình rất đắn đo. Thực sự màn hình của máy quá đẹp và có thể nói là cực kỳ thích hợp để các bạn giải trí. Và camera của nó thì cũng là một camera có góc rất rộng, và khi mà thời gian mình dùng con này thì mình hoàn toàn không dùng đến chiếc GoPro nữa. Cái góc của nó rất là rộng và mình dùng luôn con này để chụp những cái cảnh phong cảnh góc rộng. Các bạn có thể xem một số ảnh mình chụp từ máy đây, và cái chất lượng camera thì cũng rất là ổn, và mình tin chắc là những bạn nào thích chụp ảnh thì sẽ không hề phải hối hận khi mà dùng con V20 này. Đây, các bạn có thể thấy là chụp HDR rất ổn, cả vùng sáng, vùng tối này, không hề bị mất chi tiết luôn. Tuy nhiên thì về cái khả năng chụp tự sướng thì mình không đánh giá cao lắm, vẫn thua iPhone một chút, hay là những sản phẩm Samsung thì mình thấy chụp tự sướng nó vẫn đẹp hơn. Và bên cạnh một cái phần cứng rất là tốt khi mà có camera kép này, thì cái phần mềm cũng là một điểm mình thích. Với cả các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều tính năng chỉnh tay, về cả video hay là về chụp ảnh đều chỉnh tay được hết. Các bạn có thể chỉnh tay những cái thông số tùy chọn bình thường nhá, ví dụ như là ISO này, bù chiều sáng, focus, những cái đấy là rất là bình thường và nhiều máy có rồi. Nhưng khi mà các bạn đi sâu vào những phần bên trong thì các bạn còn chỉnh sửa được nhiều nữa, ví dụ như là tỷ lệ khung hình này, tỷ lệ của cái video chuẩn 21.9 vân vân, âm thanh hi-fi rất là nhiều. Và đây là một điểm cực kỳ đáng giá với những bạn nào đang tập tành quay phim hay là tập tành làm chủ camera của một chiếc điện thoại smartphone. Còn nói về cấu hình thì cái cấu hình của chiếc V20 này mình dùng thì đây cũng chưa phải là chiếc máy mạnh nhất mà mình đã từng dùng. Tuy nhiên cái con chip Snapdragon 820 của máy nói chung là đáp ứng đủ và có phần hơi thừa thãi với những cái công việc hàng ngày, với những cái ứng dụng bình thường như là Facebook, Zalo, Messenger. Nó quá là thừa thãi để sử dụng rồi. Và RAM của máy thì dung lượng RAM là 4GB, rất là thoải mái để các bạn có thể chạy đa nhiệm. Tuy nhiên so với hệ điều hành iOS mình đang dùng quen thì cái hệ điều hành Android này nó vẫn có một cái sự lag nhẹ gì đấy, thỉnh thoảng mình đã gặp thôi. Tuy nhiên thì đây vẫn là một điều hơi khó chịu, và đặc biệt trong những cái game như là Liên Quân chẳng hạn, hoặc là bên Glory thì mình thấy là con V20 này nó vẫn chưa thực sự mượt mà bằng. Tuy nhiên đây có thể là một cái điểm trừ nhỏ nhỏ thôi, vì nếu các bạn đã quen dùng Android rồi thì sẽ thấy không khác biệt gì cho lắm. Và với một tuần chung sống với V20, những ác cảm ban đầu của mình về LG thì gần như là đã biến mất hoàn toàn, và bằng cái sản phẩm này LG đã chinh phục được mình qua khả năng hỗ trợ giải trí rất là đỉnh, chơi được những cái file định dạng chuẩn Hi-Fi này, camera góc rất rộng, chất lượng ảnh đẹp và cái màn hình thì thực sự tuyệt vời. Chỉ có điều là cái thiết kế của máy thì hơi to so với mình thôi. Và có lẽ là qua cái sản phẩm này thì mình sẽ suy nghĩ lại về việc có nên sở hữu chiếc V20 này không, vì đây là một chiếc máy rất là đáng đồng tiền bắt gạo. Hiện tại nếu các bạn nào đang muốn mua V20 thì có thể qua Di Động Thông Minh. Mức giá của con này chỉ còn 9.990.000 đồng thôi, bảo hành chính hãng mà đã còn rất là nhiều phần quà cũng như ưu đãi tặng kèm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn trải nghiệm của các bạn với chiếc V20 hay là cái điện thoại đang dùng như thế nào, hãy comment ở phía bên dưới để chia sẻ với bọn mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.